Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc siêu phẩm đến từ thương hiệu của Java. Và chiếc xe này là xe road bike khung carbon và carbon có viên carbon đến từ thương hiệu của Java Firoshi. Và hôm nay em về là có hai chiếc các bác nhé, một chiếc size 46 và một chiếc là size 50. Size 50 em để đằng sau đây đều là khung carbon và sử dụng cấu hình 105. Đối với khung xe size 46 thì sẽ phù hợp các bác từ 1m6 đến dưới 1m7. Còn size 50 kia thì trên 1m7 các bác nhé. Em sẽ quay hai size để cho các bác theo dõi và các bác phù hợp xe nào thì sẽ mua. Vâng, và với mẫu xe Java Firoshi thì em về rất là nhiều rồi. Em sẽ quay lại một số trang web nói về chiếc xe này. Đây là một fanpage Java chính hãng của Việt Nam, được phân phối tại thị trường Việt Nam các bác nhé. Đây. Vâng, đây là một số mẫu xe và màu xe của chiếc xe Java này. Khung carbon nano. Và chiếc xe có cân nặng là 7,48 thôi nhé, và giá là 30 triệu, giờ xe bán mới. Vâng, và đây là chiếc xe về tại cửa em, với tông màu đỏ đen, vẫn là bộ khung khí động học cao cấp, bác đi nhanh hơn, chịu ít lực cản của gió, xé gió. Trên xe thì có những đường vân carbon nano. Với hai mẫu xe Firoshi hôm nay em về thì em đánh giá hình thức trên 90% để đồng mới. Cọc viên carbon, có thể thấy đồng carbon thì nó hiện vân này. Và chiếc xe size 46 này thì có yên carbon luôn các bác nhé, yên carbon xịn của hãng Jeep. Jeep một hãng làm phụ tùng xe đạp rất là nổi tiếng trên thế giới. Đấy, carbon này. Xe có size đứng là 46. Em sẽ đo chiều cao khung ngang, rồi sẽ lướt qua hình thức. Rất là mới thôi nhé, hầu như rất ít những vết xước. Bộ phanh 3 mảnh của SRAM, bộ phanh Mỹ. Trang bị 11 tầng lip, xích và lip còn rất là mới nhé, xe rất ít đi. Cụ đề của 105. Xe được trang bị lốp hiệu của Continental, lốp này sử dụng rất tốt các bác nhé, có thể lên Google search thêm về hãng Continental, một hãng làm lốp rất là nổi tiếng cùng với Michelin. Lốp trọc, lốp còn rất là tốt, sử dụng rất lâu nữa, các bác có thể cần thay thế. Vành nguyên cặp của Shimano, may ớ của Shimano luôn các bác nhé. Căm dẹp giúp các bác đi xé gió hơn. Căm dẹp, căm lá hẹ. Đùi đĩa của FSA và gạt đĩa của Shimano 105 các bác nhé.
chủ yếu của FSA. Đây có cờ nước Ý đây. Xe từ thương hiệu của Ý. Em về rất là nhiều chiếc xe này, bán rất là chạy. Thằng carbon. Với chiếc xe Java thì luôn đi kèm với phụ tùng của Delta. Hãng chuyên làm phụ tùng cho Java. Bộ tay lắp cao cấp của 105. 11 tốc độ và 2 tốc độ bên tay đĩa. Cho các bác 22 tốc độ thay đổi. Đây là tốc độ tối đa của dòng xe đua. Lốp trước cũng của Continental Ultra Sport thôi nhé. Bảy trăm trên 25C. Lốp rất thông dụng của dòng xe đua. Bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao không đúng được xe. Đâu xe size 46 mát nhé. Ngang là 51. Bắt từ 1m6 đến dưới 1m7 là đi vừa chiếc xe này. Giờ sẽ vào đánh giá chuyển động. Thiết 11 tầng lip và củ đè của 105 lên lip. Chuyển động 105 thì chuyển động rất tốt rồi, hầu như không một lỗi gì cả. Chiếc xe rất tốt. Tay phải mà đùi đĩa 2 tầng của FSA lên đĩa. Quay rất là bọt. Và chiếc xe đằng sau là size 50 đó nhé. Của các bác ở trên mét 7. Vâng, và vừa đánh giá xong chiếc xe Java Filosi, một chiếc xe đua carbon đến từ thương hiệu của Ý. Chiếc xe được trang bị khung carbon, cả carbon và cả vinh carbon, bộ chuyển động 105 và tất cả đồ đều nguyên zin cả trên xe. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 16.900, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác có nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại cửa hàng. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.